Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 10 và bây giờ chúng ta đã ở cái phần B rồi các bạn ha. Và bây giờ chúng ta là sang bài tập số 5. Bài tập số 5 của chúng ta là một bài tập luyện nghe, rồi sau đó ghép cái tên của mỗi người ở phía dưới đây, tên bốn bạn đây, với những cái gì mà họ thích. Đây, những cái gì họ thích ở phía dưới đây các bạn ha. Đó, như vậy là bốn bạn, bạn Nhân, bạn Tuấn, bạn Hằng và bạn Mai. Trong bài là bạn Hằng nhưng sách ghi bạn Hương, nhưng mà trong bài nói là bạn Hằng các bạn ha. Vậy thì bốn bạn này sẽ thích những món gì thì chúng ta sẽ nghe rồi chúng ta chọn nha. Đầu tiên mình sẽ để các bạn nghe chưa có đáp án, rồi sau đó mình sẽ để các bạn nghe lần thứ hai có đáp án, rồi mình giúp các bạn trả lời ha. Rồi bây giờ mời các bạn nghe lần thứ nhất chưa có đáp án. Các bạn để ý tập trung nha, nó cũng ngắn thôi. 6. Listen. Write the names of the people and the letters of what they would like. Nhân would like some chicken and some rice. Tuấn would like some meat and some vegetables. Hằng would like some fruit and some milk. Mai would like some fish and an orange juice. Rồi, như vậy là chúng ta đã nghe qua một lần rồi đúng không nào? Các bạn cũng đã có đáp án rồi. Bây giờ mình mời các bạn nghe lần thứ hai. Lần thứ hai sẽ có đáp án cho các bạn và mình sẽ giúp các bạn trả lời luôn nha. Đây, đây là cái đáp án cho các bạn này. Nó thầy in lộn, mà thầy in một số chữ nó chưa rõ, cho nên thầy sửa lại này nha. Đây, cái đáp án tí là mình giúp các bạn hướng dẫn các bạn thì các bạn ok liền. Đây, tên riêng của các bạn đây, bây giờ mình ấy ngắn lại tí nữa. Đó. Rồi, các bạn để ý nha, đây, tên này. Đây nó hơi cái tờ giấy nó hơi ấy các bạn. Thì mình để ra ngoài nha. Để ra ngoài thì các bạn sẽ dễ thấy hơn. Đó. Đây nha. Bạn đây là bạn Hằng này nha. Bạn Hằng nè. Đó, bạn Hằng nè. Hằng vui lạc rồi tí nữa mình giúp các bạn xem. Đó. Ok, đây là bạn Nhân nè, bạn Tuấn nè, rồi bạn Mai, bốn bạn đó nha. Rồi, bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ bắt đầu nghe bốn câu này. 6. Listen, write the names of the people and the letters of what they would like. Nhân would like some chicken and some rice. Tuấn would like some meat and some vegetables. Hằng would like some fruit and some milk. Mai would like some fish and an orange juice. Rồi, như vậy là các bạn cũng đã hiểu được bốn bạn này thích gì rồi đúng không nào? Đầu tiên nè là mình ấy từ trên xuống dưới luôn các bạn nha, không phải A B C D gì hết, mà bạn Tuấn nè, bạn Hằng nè, bạn Nhân nè, rồi bạn Mai đó. Đây là cái thứ tự nó bị đảo lộn cho nên thầy không để số A B C D nữa. Bạn Tuấn thì thích một ít thịt và một ít rau đúng không, vegetables nè bạn. Bạn Tuấn thích một ít thịt và một ít rau. Bạn Hằng thì thích một ít đồ ăn và một ít sữa. Bạn Nhân thì thích một ít thịt gà và một ít gạo, một ít cơm á, cơm gạo các bạn. Và cuối cùng bạn Mai thích cá và một ly nước, nước cam. Cái chỗ này là có chữ N nè các bạn nha, chữ N nữa mà thầy viết thiếu thôi, chữ N á, N nè. Đó, đó, mà thích cá và một ly nước cam. Vậy thì chúng ta đối chiếu vào đây, chúng ta đối chiếu vào đây từng bạn thì chúng ta ghép hình vô được thôi. Ví dụ bạn Nhân đầu tiên này, bạn Nhân thích thịt gà và cơm đúng không? Vậy thì bạn Nhân đây, bạn Nhân đây là ví dụ trí số 1 là bạn Nhân nha. Số 2 bạn Tuấn đây, số 3 bạn Hằng đây, số 4 bạn Mai. Thì bạn Nhân thịt gà và cơm đâu? Đây, số 1 đây. Số 1. Và cơm đâu? Đây, cơm là số 2 đây. À vừa số 1 đây. Đó. Như vậy hai cái này là bạn Nhân thích nha. Số 1 này. Số 1 này là tương ứng với số 1 của bạn Nhân này nha. Rồi tương tự đến lượt bạn thứ hai là bạn Hằng. Bạn Hằng thích đồ ăn nói chung chung thôi các bạn nha. Và sữa. Sữa đâu? Đây các bạn ha. Đây là bạn Hằng đâu? Bạn Hằng là số 3 đúng không? Và là đây là số 3. Đó là bạn Hằng nha. Rồi đến tiếp theo là bạn gì các bạn? Bạn Nhân đầu tiên đúng không? Rồi, bạn Nhân đầu tiên số 1 này đúng rồi. Bạn Nhân thích thịt gà và cơm gạo đúng rồi. Bạn Hằng là số 2. Bạn Hằng là số 3 chứ, bạn Hằng là số 3 thì bạn Hằng đâu rồi? Đây, bạn Hằng là thích đồ ăn và sữa đúng rồi. Bây giờ đến lượt bạn Tuấn nè. Bạn Tuấn thích thịt và rau.
Bạn Tuấn thích thịt bò rau, bạn Tuấn là số 2 này nha. Thịt đâu? Thịt đây, đúng không? Đó là số 2. Và rau đâu? Rau củ quả đây. Đó các bạn ha. Số 2 tiếp, đó là bạn Tuấn. Ok. Rồi, tiếp cuối cùng là bạn Mai. Bạn Mai thích cá và một ly nước cam. Bạn Mai thích cá và một ly nước cam. Bạn Mai là số 4, cá đâu rồi? Đây, số 4 đây. Và ly nước cam đâu? Nước cam đây, đúng các bạn. Đó, ok. Số 4, thực ra mình làm thế này cũng được. Còn không á, thì mình đến số thứ tự được. Không chữ cái A, B, C, D, D, E, F được. Ví dụ bạn Nhân đây nè. Bạn thích là gà là C đúng không? Đúng rồi, gà là C. Rồi cơm là F đúng không? Vậy là C và F là bạn Nhân. Đó, C và F. Rồi bạn Tuấn số 2 đây nè. Bạn Tuấn là thịt và rau. A và D đúng không? A và D. Đó, bạn Hằng số 3. Số 3 là G. G thôi đúng không? Bạn Hằng là G. Và cuối cùng bạn Mai số 4. Cá là B nè. B và H. B và H cũng được. Các bạn chọn chữ cái cũng được ha, còn không các bạn đánh số vào cũng được. Rồi như vậy là cái bài luyện nghe của chúng ta bài tập 5 này cũng đã xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang một phần cuối được nữa. Đó là phần ghi nhớ. Phần ghi nhớ này cũng rất là quan trọng các bạn. Phần ghi nhớ này á, là người ta đề nghị mình là sau khi mình học xong cái phần B này á, thì mình sẽ có một cái phần ghi nhớ, đó là mình học những gì và mình cần phải tổng hợp lại để mình nhớ. Ví dụ is there any, là hỏi có bất cứ cái gì đó không đó, thì đây là hỏi số ít nha các bạn nha. Thì sau này nó là số ít. Ví dụ is there any milk, đúng không? Milk đó, ok. Có bất kỳ sữa nào không, có tí sữa nào không đó, ok. Nếu có là trả lời yes there is some milk, đúng không? Đó, ok. Còn nếu không là there isn't any milk. Nhớ là số ít các bạn nha, nhớ luôn luôn là số ít, vì đây là số ít này đó. Tương tự như vậy, nếu mà hỏi số nhiều, are there any gì các bạn? Any ví dụ như là số nhiều là banana đi, đúng không? Bananas mới sẽ có S các bạn nha. Bởi vì đây là số nhiều nè, nhớ cho mình nha. Are there any bananas là số nhiều. Nếu có thì chúng ta trả lời là yes, there are some bananas. Đó, nhớ là luôn luôn có S, bởi vì chúng ta đang trả lời, chúng ta đang hỏi và chúng ta đang trả lời cho số nhiều. Và nếu không là no, there aren't any bananas. Rồi, đó là hỏi số nhiều. Và những động từ này á, với những danh từ này nhớ là phải đếm được này các bạn nha. Đó, nhớ cho mình. Ví dụ như hỏi có tí sữa hay tí nước nào không thì không thể hỏi như thế này được nha. Mà phải hỏi bên số ít nha các bạn nha. Ví dụ là sữa này, hoặc là nước này. Water nè, water cũng được. Nhưng nếu 1 lít nước hay là 2 chai sữa thì lúc đó không còn là số ít nữa, mà nó là, nếu ví dụ như 2 lít nước, 2 lít sữa đã đụng đến số 2 rồi á, thì chắc chắn là đếm được và số nhiều. Mà đã là số nhiều thì phải hỏi như phía dưới này. Đó, phía dưới này các bạn nhớ cho mình nha. Còn nếu mà nói sữa chung chung nè, nước chung chung nè, thì các bạn viết số ít cho mình, viết cái kiểu hỏi như thế này, số ít này cho mình. Đó nè, đây. Còn nếu mà một chai sữa, a glass này, ví dụ này. Ví dụ thế này nha, two glass of water, glasses nha, AS nha. Đây, để thầy viết rời ra chỗ này, các bạn nhìn thấy này nha. Two glasses of water. Thì lúc này á, lại là số nhiều, bởi vì đây là hai cái chai lận các bạn. Hai chai, chứ lúc này người ta không quan tâm đến nước nữa. Hai chai nước, thì lúc này đây là số nhiều. Thì khi là số nhiều thì phải hỏi như thế này. Đó, các bạn nhớ cho mình nha. Đó, chứ đừng có ấy, đụng đến nước chung chung thì số ít. Nhưng mà đã là hai chai nước là số nhiều. Tương tự, hai chai sữa cũng vậy, milk. Đó, các bạn hiểu ý mình chưa? Đó, như vậy nha. Thì chỗ này là số nhiều rồi. Ok. Rồi cái tiếp theo, what would you like? Bạn thích cái gì? I like some. Some này có thể là số ít số nhiều cũng được. Như ví dụ some rice, đúng không nào? Tôi thích một ít cơm. Ok, nếu rice là không đếm được thì phải là số ít. Còn ví dụ tôi thích một ít chuối, bananas. Số nhiều có S cho mình để đếm được nè. Ok, cái này không đếm được. Ok các bạn ha. Tương tự,
What không phải tương tự mà tiếp theo. Cuối cùng, what is there to, what is there to drink? Hoặc là what is there to eat? Có cái gì để uống không? Ở đó có cái gì để uống không? Ở đó có cái gì để ăn không? Nếu có thì there is some gì đó, some meat. Ví dụ uống trước đây, uống là some milk, đúng không? Đó, còn không, there is some gì các bạn? Some chicken. À không, bây giờ đếm được đây, banana ở đây. Đó, đếm được, một cái là không đếm được, một cái là đếm được. Ok. Rồi, như vậy là phần B chúng ta cũng đã kết thúc. Hy vọng các bạn thấy thích video này, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo.